Rồi, ok bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách để chuyển cái chuyển đổi cái ngày dương lịch sang ngày âm lịch và ngược lại từ cái ngày âm lịch sang ngày dương lịch các bạn ha. Thì tất nhiên trong cái cuộc sống thì cái việc chuyển này nó cũng không có thường xuyên mà. Lâu lâu mình mới cần tới cái ngày âm lịch mà không lẽ giờ mình chạy lên mình gõ máy tính mình chạy lên mạng mình tải nguyên phần mềm về nó cực quá bạn ha. Đó cực quá gọi là mạng thì nó cực quá hoặc là mình tải nguyên cái phần mềm âm lịch về thì nó rất là mất thời gian các bạn ha, tải về cài đặt nữa rồi nó nặng máy thêm mà trong khi đó mình coi con cái thôi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ bằng cái cách mà để chuyển đổi từ ngày dương lịch sang âm lịch và cái ngày âm lịch sang dương lịch luôn, và trên cái ứng dụng phần mềm Excel có sẵn luôn. Mày Excel thì có sẵn trên máy, là hình như là Word Excel thì hầu như hết là cái máy nào cũng có các bạn ha. Đó đơn giản các bạn ha. Đây đây phần Excel đây. Đó mình sẽ chia sẻ bạn cách là chuyển đổi ha. Thì rất là dễ bạn ha. Đó thì đầu tiên á mình sẽ có cái bộ mã này. Đây mình sẽ lấy cái bộ mã cho bạn coi. Đó, mình cái bộ mã này nhé. Rồi thì cái bộ mã này, cái code này á thì mình sẽ để đường link ở dưới cái phần mô tả. Lúc đó thì các bạn sẽ có bạn việc tải về bạn lấy cái code này thôi ha. Đây cái code này đây. Rồi nói chung đơn giản các bạn chỉ việc mở lên, bấm Ctrl A, rồi bấm chuột phải copy rồi xong, đổ nó xuống. Rồi bắt đầu bạn mở Excel lên. Hao mở Excel ha. Rồi, bạn vào phần developer cho mình, click vô developer, click vô. Ok. Rồi bạn chọn Visual Basic không? Visual Basic ở đây. Rồi chọn click ở đây. Ok. Rồi ở trên đây thì mình sẽ chọn nút Insert. Insert ha, bạn chọn Module. Rồi ok. Rồi bạn click đây bạn chỉ paste toàn bộ cái file vào, nhấp chuột phải bạn paste vào cái code đây vào. Rồi ok. Rồi ok, sau đó bạn đóng lại. Đóng lại ha, rất đơn giản ha. Rồi, bây giờ bạn ví dụ mình xin ngày 02 tháng 03 đi ha. Tháng 03 1985, ví dụ đi. Rồi, ví dụ ngày sinh mình ví dụ ngày 2 tháng 3 1985 đi ha. Ở đây là ngày dương lịch ha, ngày dương lịch. Ví dụ ngày ngày dương lịch. Dương lịch ngày dương lịch đi đó là mình ngày 2 tháng 3 năm 85 thì mình đổi qua cái ngày âm lịch ha, âm lịch ha. Rồi bây giờ đổi như thế nào thì bằng bấm dấu bằng ha, bạn gõ DW chữ âm lịch ok, bạn mở ngoặc cái. Rồi bây giờ ngày á, thì mình bấm 02 bấm dấu phết rồi mình bấm 03 ngày tháng ha. Tết 1985 1985. Rồi ok. Đóng ngoặc lại. Rồi. Thì cái dấu phết này có một số máy á, thì người ta sẽ sử dụng mặc định số chấm phết, dấu chấm phết nha các bạn. Nhưng có máy thông thường phổ thông thì họ sẽ sử dụng dấu phết. Rồi, bạn bấm enter cái. Rồi đây. Đây là cái ngày âm lịch của mình là ngày 11 tháng 2 năm 1985 các bạn ha. Rồi, đó, ok, rất là nhanh các bạn. Rồi bây giờ mình giả thử mình biết cái ngày âm lịch đi, mình chuyển sang ngày dương lịch thì sao? Phải rồi đúng không nha, chuyển sang ngày dương lịch đúng không? Ngày dương lịch. Dương lịch. Rồi. Bây giờ mình bấm ha, bấm dương lịch thì cũng bấm đi hệt đi luôn, DW. Rồi, bấm chỉ dương lịch thôi. Dương lịch. Rồi, đóng ngoặc lại. Quên nữa, quên dấu bằng. Dấu bằng. Rồi. Ok. Rồi, ngày dương lịch của bạn em mình biết cái ngày âm lịch ha, bấm 11. Phết. Bấm 02. 02. Phết. 1985 đúng không ạ? Ok, enter các bạn. Hiểu không? Thì khi mà đổi ra bạn thấy một cái dòng số rồi đúng không ạ? Bạn đừng lo lắng nhau sao đó. Rồi mình lít chuột phải mình định dạng lại thôi chứ không hết. Rồi lít chuột phải ha, bạn chọn format cell ha. Đó, format cell. Rồi. Format cell bài bạn bài đây, đây do cái ngày bạn nằm ở chỗ general là do đó hiển thị toàn là số không ạ? Rồi bạn chuyển xuống lít vô chỗ ngày, thấy không? Đây. Rồi lít ok cái. Ok đúng không bạn? Nó chuyển thành cái ngày 2 tháng 3 năm 1985 hay bạn ngày dương lịch đúng chưa các bạn? Ok. Rồi. Thì để biết cái phần mềm này cái code mình biết đúng không? Bây giờ mình sẽ thử luôn ha. Mình có một phần mềm dương âm lịch đây. Rồi bây giờ để mình thử coi nó đúng hay không, mình có cái phần mềm mà từ âm lịch sang dương lịch luôn đây. Mình thử dùng mềm Việt Nam Canada. Rồi mình mở lên ha. Ok bạn. Rồi ở đây đây. Đây hơi 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 mờ các bạn.
M. Rồi, mình lấy cái phần chuyển đổi của nó là được có đúng không nha. Tiện ích nè. Chế độ hiển thị đâu à? Đây, tra cứu ngày âm lịch sang ngày dương lịch đây, lịch đây. Rồi, ok bạn. Thì bây giờ mình thử đổi một ngày ngày hôm nay ha, bây giờ ngày 30 tháng 7 các bạn ha. Đó, hôm nay mình thử tra cứu ngày âm lịch ngày 3 hôm 30 tháng 7 là ngày ngày mấy? 30. 30 tháng tháng 7 ha. 2020. Ok. Rồi mình thử tra cứu cái ngày âm lịch là nhiêu. Ô đồng ý. Rồi. Thì ngày âm lịch của mình là ngày đây ở dưới đây là ngày 10 tháng 6 2020 các bạn ha, đó là ngày âm lịch. Rồi bây giờ mình mở lại Excel mình thử coi làm đúng không. Rồi mình click vô chữ bằng DW âm lịch, âm lịch các bạn ha. Rồi mình gõ ngày 30 tháng 7 30 phết 07 phết 20 20. Rồi đóng lại Enter. Có ngày âm lịch đúng không? À, đúng không bạn ha? Đây ngày 10 tháng 6 các bạn ha. Đây chính xác luôn. Đó, đây là ngày 10 tháng 6 các bạn ha. Đây, ngày 10 tháng 6. Nó ra ngày 10 tháng 6. Vậy là cái code mình hoàn toàn chính xác các bạn ha. Không có sai các bạn ha. Rồi tương tự mình thử dịch ngược lại cái nữa coi nó có bị nhảy sai không nha. Đây là dương lịch đúng không? Cái âm lịch. Âm lịch rồi. Bây giờ mình bằng cái DW âm lịch. Không dương lịch đúng không? Dương lịch rồi ok bạn. Rồi đóng ngoặc cái ha. Rồi mình gõ lại ngày 10 tháng 6. Phát 06 phát 2020. Rồi thử cho ra 30 tháng 7 không? Rồi nó hiển thị số ha. Mình click chuột phải mình quét khối nó. Quét đó, format nó là nó ra. Đúng không bạn? 30 tháng 7 ha. Vâng. Vậy là cái code mình nó hoàn toàn chính xác các bạn ha. Nó không bị sai các bạn ha. Rồi các bạn cứ yên tâm sử dụng cái code này nha các bạn. Rồi. Thì các bạn có thể lưu cái mã code này trên Excel nhưng mà thì khi bạn đóng Excel lại đúng không ạ? Rồi. Bạn click Excel lại, Excel đúng không ạ? Rồi nó sẽ chọn một cái nơi đó dù bạn lưu cái file này ở trong Document của mình đi ha. Rồi mình đặt tên file mình là âm lịch ha các bạn ha. Excel vô. Thì nó hỏi bạn trong đây có một cái mã code. Có cái lệnh macro trong đây. Thì bạn thông thường là cái thói quen bạn sẽ bấm Z đúng không ạ? Bạn lưu lại. Rồi. Và bạn tắt luôn. Đúng không ạ? Rồi bạn thử một nào đó mình mở lên ha. Rồi mở được mình lên. Rồi bấm âm lịch lên. Mở âm lịch lên. Rồi những ngày. Thì bây giờ bạn sẽ gõ lại thử nha. Một lần nữa coi cái lệnh macro nó có thực hiện được ha. Rồi vô bằng. Bạn gõ bằng chuyển tam lịch thử ngày của ngày 2 tháng 3 năm 1985 ha. Và gõ 11 tháng 2 xuyệt 1985. Chưa quên bấm chữ DW, DW âm lịch. Âm lịch các bạn ha. Rồi, lịch vô. Ngày 02 xuyệt 03 xuyệt 1985 các bạn ha. Rồi, Enter. Thì lúc này nó sẽ báo lỗi các bạn ha. Báo lỗi. Không, nó báo name nó không hiểu. Đó, cái khó là như thế nào để mình lưu cái lệnh này trên nãy luôn. Thì bạn vào mình kiểm tra. Development vô development bằng vào PC. Thì lúc này á, khi bạn lưu như vậy á, thì cái lệnh mình đã bị mất tiêu hết trơn. Bạn phải mất công, bạn phải làm lại một lần nữa. Bạn phải copy lần nữa. Nó rất là mất công hả bạn ha. Bây giờ mình sẽ chỉ bạn cái cách luôn. Insert module nè, đúng chưa? Bắt vô một cái. Rồi. Ok các bạn. Rồi mình enter cái có ra được rồi. Bằng DW âm lịch ha. Rồi. 02 xuyệt 03 xuyệt 1985 phát theo bạn ha 95 không ra hả bạn ha. Rồi bây giờ mình chia sẻ mọi cách để bạn lưu luôn cái lệnh cái file cái code của mình ở trên Excel luôn nha. Rồi ở đây ha bạn, giờ bạn click file bạn chọn Save không thế, bây giờ mình chọn đường dẫn document đi. Rồi mình đặt tên cho nó, ví dụ như âm lịch đi, âm lịch hai, âm lịch chuẩn đi, âm lịch. Rồi ok vậy chuẩn rồi đó. Rồi thì cái ở dưới cái phần mà loại file Excel á, mình sẽ click đây. Rồi mình chọn là file Excel enable không, macro enable luôn. Book có cái đuôi là XLS SM các bạn ha, click đây. Rồi ok bạn, bằng Excel lại. Ok bạn tắt đi. Rồi
Một ngày nào đó bạn vô bạn thử lại ha. Rồi mở lên ha. Rồi âm lịch mở lên. Nè cái file Excel đậm lịch chuẩn nè. Rồi. Mở lên mình sử dụng ha. Ok. Rồi bây giờ mình thử nha. Mình thử mình chuyển đổi coi nó coi được coi nó bị lỗi không nha. Xóa đi. Rồi. Mình chuyển đổi ngày 2 tháng 3 đến 985 ha. Bằng DW âm lịch. Phát 2 tháng 3 phát 1985 không? Phát enter cái. Ok, được vậy được ha bạn ha. Vâng, ok bạn. Đó, rồi mình chuyển thử cái ngày dương trừ ngày âm lịch sang dương lịch lại thử coi, đúng không? Rồi. Bằng DW dương lịch ha. Ok bạn, đóng ngoặc lại ha. Rồi, bạn gõ ngày 11 tháng 2. Phát 2 phát 1985. Ok. Vì ngày 2 tháng 3 biến thành dương lịch ha bạn ha. Rồi ok các bạn ha. Vâng. À, vậy là các bạn đã qua cái bài chia sẻ thì các bạn đã biết cái cách mà chuyển từ cái ngày âm lịch ngày dương lịch sang ngày âm lịch và từ ngày âm lịch sang ngày dương lịch chế Excel các bạn ha. Và đồng thời các bạn biết cái cách lưu luôn cái dòng code của nó trên cái file Excel để mai mốt ví dụ khi mình cần sử dụng thì mình sẽ sử dụng rất là nhanh tiện gọn, không có cần mà phải tải phần mềm về bạn ha. Rất là mất công phải không? Rồi ok các bạn. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn bấm like ủng hộ kênh và bấm đăng ký để có thể theo dõi tiếp video tiếp theo của mình ha. Chào tất cả các bạn. Rồi chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Rồi bye bye tất cả các bạn ha. Nếu bạn thấy video hữu ích hãy bấm like, bấm nút đăng ký, nút chuông và chia sẻ video để mọi người có thể theo dõi. Xin cảm ơn.